Với chủ đề chính chuyển đổi số hoạt động các trung tâm thương mại thế giới, diễn đàn Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 vừa chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, kéo dài đến hết hôm nay 11 tháng 8. Diễn đàn lần này được tổ chức trực tiếp đầu tiên sau 2 năm, đánh dấu sự trở lại của các hoạt động kết nối đầu tư và giao thương sôi nổi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Diễn ra trong 3 ngày, sự kiện bao gồm 3 phiên thảo luận xoay quanh các chủ đề cơ hội kinh doanh ở Bình Dương và Việt Nam, môi trường kinh doanh tại tỉnh Bình Dương và Việt Nam và chủ đề chính chuyển đổi số hoạt động các trung tâm thương mại thế giới. Bên cạnh đó, các phiên thảo luận về các ngành dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ tại Bình Dương như ngành triển lãm, ngành bất động sản, ngành thương mại dịch vụ cũng sẽ mang tới thông tin cần thiết cho khách tham gia. Chương trình còn bao gồm các hoạt động tham quan nhằm giới thiệu các khu công nghiệp và môi trường sản xuất kinh doanh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư với mục đích tìm hiểu về hạ tầng, tiện ích công nghiệp, mở ra cơ hội gặp gỡ và kết nối, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp đến hàng trăm khách tham gia diễn đàn.